Cả nhà ơi, trong video này Hương Vị Quê Shop tiếp tục giới thiệu những cái loại bánh đặc sản của Sóc Trăng ha. Thì một trong những cái thương hiệu bánh rất là nổi tiếng của Sóc Trăng đó là bánh bía Tân Huê Viên. Thì trong video này Shop sẽ review cho cả nhà mình xem cái loại là bánh bía dứa ít đường có trứng. Thì như cả nhà mình biết là các loại bánh bía thì thường sử dụng nhiều đường để làm cho cái bánh bía nó ngon và nó đậm đà. Thì một số khách thì hạn chế không thích sử dụng nhiều đường, nên trong video này nè, Shop sẽ review cho cả nhà mình xem đây là cái loại bánh bía đậu xanh ít đường có trứng nè cả nhà. Thì đối với cái loại bánh bía đậu xanh ít đường có trứng này á, thì một cái cây như vậy nè cả nhà là có 6 cái. Đây, cái cây như vậy là có 6 cái. Thì mỗi cái nhỏ ở bên trong nó là có cái hình như vậy nè cả nhà. Đây, đây là cái nhỏ bên trong. Thì nó được đóng thành từng cái hộp, cái túi riêng biệt như vậy nè. Do đó mình rất là dễ bảo quản và mình vận chuyển ha. Thì đối với cái loại bánh bía này, khi mà mình khui ra thì ở bên trong nó là có cái nhân trứng muối tan chảy nha cả nhà. Và nó có sử dụng đậu xanh và dứa rất là ngon luôn. Và có điều là cái vị của nó sẽ ngọt ít hơn so với những cái loại bánh bía thông thường. Thì đây là cái loại bánh bía rất thích hợp cho người ăn kiêng hoặc là bị tiểu đường ha. Thì hiện giờ thì Shop vừa mới lên hàng cái loại bánh bía này, rất là ngon luôn cả nhà ơi. Shop rất là mong nhận được đơn hàng của cả nhà mình về các loại bánh bía Sóc Trăng ha. Cảm ơn cả nhà.